Thưa quý vị, theo tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thì tuyến đường sắt Bắc Nam vẫn chưa thể thông tàu theo kế hoạch dự kiến là ngày 9 tháng 11 vì chưa khắc phục xong điểm bị sạt lỡ do cơn bão số 12 gây ra. Dự kiến thì chậm nhất đến ngày 15 tháng 11 mới thông tuyến. Để đạt được tiến độ đề ra, thì ngành đường sắt đã huy động vật tư, máy móc thiết bị, nhân lực để tập trung thi công hoàn thành việc sửa chữa chậm nhất trong ngày 15 tháng 11. Dù đã huy động vật tư, thiết bị và hàng trăm công nhân tham gia sửa chữa, nhưng do địa hình thi công phức tạp, một bên là vách núi, một bên là biển, trong khi ray đường sắt treo leo ở độ cao 30 m so với mực nước biển. Mặt khác do địa hình hẹp, không thể đưa máy móc vào thi công nên công nhân phải thi công hoàn toàn thủ công, vì thế không thể thông tàu theo kế hoạch dự kiến vào ngày 9 tháng 11. Trong thời gian chờ khắc phục, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngành đường sắt vẫn duy trì chạy tàu hàng ngày. Khi đến các điểm bị tắc nghẽn, hành khách sẽ được chuyển tải bằng ô tô đến các ga tiếp theo để đi tàu. Trước đó, ảnh hưởng cơn bão số 12, mưa to đã làm sạt lở tại khu vực đèo cả, gây uy hiếp an toàn chạy tàu, nên phải phong tỏa để sửa chữa.